Là ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. À đây đúng là ngoài đường hay đứng đường thì nó có dư có chữ ngoài thôi chứ đâu có gì đâu, thì cũng là đứng đường thôi chứ đâu có đứng trong nhà. Đúng không? Cũng đứng ngoài đường, đứng trước rạp hát thôi mà. Thầy em chân thật vậy đó, em nghĩ sao em nói vậy, xin lỗi anh. Dạ. Em ơi. Hả? Em mới bị quýnh ghen hay sao mà mặc bộ đồ te tua như con bạch tuộc gì? Trời ơi, tôi mới nói ông đứng đường, ông nói tôi lại con bạch tuộc. Tôi nói anh nghe không có ai rảnh nó đánh ghen. Nó thấy tôi rồi nó ghen, nó quánh vô mặt tôi chứ không ai đi. Mà đi có thời gian mà nó xé từng miếng vậy trơn trời á. Anh hiểu không? Anh ra là đừng có nói vậy biết không? Nói anh nghe, tôi mặc đồ này tôi có dụng ý hết trơn á. Là để anh chi biết không? Để người ta thấy tôi đẹp. À. Anh biết không nè, của tôi đứng ngang là hết hồn luôn nè, anh thấy không đã? Nói theo kiểu mà thị trường nhà đất Việt Nam đó là nói vậy. Trời ơi, nhìn cái dáng con nhỏ này giống như nhà trong hẻm tự nhiên phóng lộ lòi ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. À, đúng không quý vị, đúng không? Dạ, ghê chứ.
nên ăn mặc phải nghiên cứu, anh hiểu không? Như anh đang hát như vậy á, mà em chạy ra như vậy á, thì em giống dân chơi quá đó nha. Trời ơi, sao tự nhiên anh nhìn em anh biết dân chơi liền vậy anh? Dạ đúng rồi, em nè, dân chơi không sợ mưa rơi hả? À, dạ, 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 nghe nè, trời mưa ướt áo ướt quần, cũng không ướt được tinh thần dân chơi. Wow. Dân chơi không sợ mưa rơi to quá, dân chơi đi về. Wow. Rồi không, rồi không? Điên sao bây giờ lạnh mà mưa nó chơi hồi đang về bệnh à? Nhưng mà em làm như vậy á, người ta nói em bị thần kinh. Trời ơi, vậy là anh không có biết rồi. Trời ơi, anh không biết cái giá trị của thần kinh rồi. Đây nè, em nói ra nè, theo cái suy nghĩ nè, theo là coi như là dẫn chứng của khoa học hành tinh, tất cả để lại là những người thần kinh là như vậy. Tôi nói cho anh nghe, khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế. Đúng không quý vị? Dạ, tôi nói anh nghe, anh chửi tôi thần kinh, đúng là tôi thần kinh, tôi khùng mà, tôi điên mà, tôi muốn làm gì đâu ai trách tôi, đúng không quý vị? Em muốn làm cái giống gì em chửi, em mắng, em xé đồ anh cũng đâu có quyền bị anh tỉnh mà. Anh tỉnh anh đâu có quyền chửi lại tôi thần kinh mà. Đó, đúng không? Đó, thành ra tôi quậy một hồi anh ức chế, tay đâu, chân đâu, đầy đủ mà anh không đánh, không đá tôi được thì anh tức bắt đầu nó chạy tới, chạy lui, ức chế, chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại, xong rồi cuối cùng mấy cái toàn ten nó tức quá rồi nó rụng. Em nói gì toàn ten? Toàn ten cái gì? Ủa hai cái tay ông không toàn ten không? Chạy nó có toàn ten vậy không? Vậy chứ ông nói cái gì toàn ten? Ủa ông có cái giống gì toàn ten? Trời đất ơi! Hết hồn hả chị? Hết hồn cái gì? Ở Mỹ là anh nói là trong sạch không có nghĩa gì tầm bậy hết á. Trời đất ơi! Đất ơi cái gì? Ông nói anh nghe. Anh đừng có chửi em, anh chửi có lại em đâu. À. Hồi lúc mà ba má em sanh ra cái mỏ em ra trước mà. Anh hiểu không? À. Người ta ra cái khác còn tôi ra cái mỏ. Vậy hả? Giỡn chơi với anh vậy thôi, tại thấy sáng giờ anh đứng ngoài đường hát mà chưa có thấy ai đến tặng quà tặng gì cho anh cũng tội nghiệp. Ừ. Tại lúc này dịch giả quá nè. Em chưa tạm khóc rồi. Xúc động. Anh nói anh đang tại vì cái quà này làm bao nhiêu người ở dưới gửi cho em để đưa cho anh. Em chưa được em xúc động. Tặng cái gì? Khóc cũng vỗ tay. Vì không lẽ từ đây tới cuối tôi khóc hoài sao? Dạ dễ thương lắm nghe. Tôi thẳng anh cái này là tôi bảo đảm ở dưới vỗ nữa mà anh cũng xúc động. Hồi hộp quá. Tặng anh cặp vú sữa. Hết chuyện tặng anh vú sữa. Giỡn hoài, tặng có đầu tư đây nè. Em nói ra khán giả sẽ vỗ tay từng cặp. Tôi nói anh nghe nè, có phải anh lớn lên là nhờ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình đúng không? Đúng không quý vị? Mà quý vị cũng vậy chứ bộ. Ví dụ bây giờ uống sữa bình thì cũng phải mấp mấy cái đầu tiên chứ. Thành ra mình đi đâu mình cũng phải thành danh như thế nào. Tôi tặng anh là tôi muốn nhắc nhở anh có thành danh, anh thành ca sĩ nổi tiếng, anh cũng phải nhớ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình. Nhưng bây giờ tôi biết má anh nhăn nhéo xài không có được. Tôi cho mượn cặp tôi xài đỡ. Ở nhà nguyên một cây có cặp một cho luôn. Cầm đi. Ồ, nghiệp quá. Nhưng không cách để đây chút lấy. Ừ, gửi đi. Còn nữa anh ơi. Còn gì? Em còn quà tặng anh nữa anh ơi. Trời ơi, quà nhiều dữ hả? Em xin chữa được, em xúc động quá trời ơi. Hồi hộp quá. Em phải tới tặng anh chùm ớt. Ê trời. Sao mà tặng anh ớt vậy? Trời ơi, em tặng phong thủy đó anh. Trời ơi, anh nói anh nghe Tết chứ đó. Anh mà tới tặng người ta cái gì màu đỏ là người ta thích dữ lắm. Vậy hả? Là em muốn tặng cho anh, em tặng mà em nghiên cứu dữ lắm á. Em tặng cho anh cuộc đời của anh lúc nào cũng thăng hoa, cũng đỏ lồm, cũng dài thòn vậy chứ đừng có đen thua nhỏ xíu thì gớm lắm. Đúng không quý vị? Dạ, em tặng em có nghiên cứu mà. Kỳ quá đi. Trời ơi, yên tâm ngon lành lắm. Sao tặng? Nghe nè. Kỳ thiệt luôn á. Có, tôi tặng quà anh rồi á. À. Thật ra anh thấy tôi mặc đồ gì anh thấy không? Là tôi cũng muốn làm ca sĩ dữ lắm. Wow. Dạ, tôi nói anh nghe, tôi thấy anh hát mình không có ai mà qua ái mộ cho anh kết hợp với tôi đi ngon lành luôn á. Vậy hả? Tôi biết làm nhiều thứ dữ lắm, tôi biết đủ kiểu hết trơn á trời á. À. À, anh không nghe hả? Anh nghe tôi hát một lần là anh chết chứ không phải dẫn chơi đâu. Em biết hát luôn. Trời đất ơi, em hát bữa hội trường 3.000 người, 2.000 đi cấp cứu, 1.000 kia xỉu tại chỗ không ai sống hết trơn. Em là người ta gọi em là tiếng hát là tàn sát sinh linh. Nguy hiểm quá vậy. Dạ, em hát là hết hồn luôn á. À. Anh không tin em hát thử nha. Thử nha coi. Rồi từ từ nha. Em nói thật, em hát là anh hết hồn luôn á. Nào cái giới thiệu của em thôi là cha Diệt Thảo vứt đi. Thử coi. Dạ bây giờ mời quý vị nhắm mắt xuôi tai thẳng cẳng nín thở nghe em hát vô. Quả nhớ ơi em
có biết không, chắc là anh không biết, nhưng mà khi em nói ra thì anh sẽ biết. Từ núi cao em băng đồng lội suối, lội sông qua nhiều đau khổ nắng táp mưa xa. Dạ cương quyết gặp anh, gặp người em mơ, em mộng, em ngóng, em trông bao năm dài chờ đợi, đời ca đợi em đêm nằm mơ tưởng tượng. Khi gặp anh thì em son trên má, em gá vào môi, em ngồi trong dạ như thủy kiều đang nâng niu chòm râu từ hai. Hạnh phúc lắm ai ơi, em không còn chơi với như ngày xưa nữa. Hẹn hết mùa trắng em về thưa cùng ba má, rồi đến mùa cu hồn các đàn em sẽ đem trầu cao qua cưới anh về làm vợ, ý lộn làm chồng. Em quý em yêu em chịu hết già, anh muốn gì em cũng làm theo, miễn sao không còn nằm chèo queo mà tư tưởng đến người con trai râu nhiều như quỷ, mắt bự mũi trâu ui róc độc nhưng mà rất đẹp và đẹp nhất trong chùa. Đừng xỉu. Xíu lên đi theo chuyện đầu tụ ông bà rồi, trời ơi. Cái dữ nha. Đó em nói mà. Sao? Em nói là bình thường em chữa lộn mà mỗi ngày mà hơi nên em nói vậy đó. Vậy hả? Anh thấy em được lắm phải không? Được. Trời em hát cái chưa có phải trơn tru lắm nhưng mà em biết hát đó. Vậy hả? Thôi em biết hát mà chẳng những vậy em còn diễn xuất nữa. Diễn xuất luôn? Trời ơi em diễn xuất là hết hồn luôn á. Em diễn em muốn dưới người ta khóc muốn cười người ta cười, muốn chửi là chửi, muốn chọi dép vô là ta chọi thẳng em luôn á. Ui. Mà người ta em đâu có ngu, chọi thẳng em né chúng anh. Trời ơi thì ghê không? Em thấy ghê không? Thôi nguy hiểm quá. Em ghê lắm, em quấy như người ta đâu. Nói nghe nè. Em bây giờ quy định hoàn cảnh đi. Anh mới thấy em diễn kịch trội dễ thì mình phải quy định cái gì mà cho nó gây gốc lên đúng không? Bây giờ anh là người chồng và sắp cưới của em đi. Đã có nhỡ lâu rồi. Mà bây giờ em nói thiệt với anh, em chán nản anh quá, em kiếm chị em đi lấy người khác. Vậy hả? Xong anh tìm mọi cách. Không khó khó chứ. Anh phải lấy vàng, lấy vòng, lấy hột xoàn trộn vô trong mặt em vậy đó. Hoặc là anh lấy vàng anh đánh em cũng được đó. Hay gì đó, thí dụ gì đó. Rồi anh dùng thơ dùng cho. Nói chung anh dùng tất cả mọi cái. Anh phải kéo em lại. Nhưng mà em không chịu ở lại. Em quyết định em đi. Đó. Coi có đứa nào hơn. Coi em ở lại hay là anh đi. Thử coi nha. Rồi bây giờ quy định nha. Thử coi. Trời ơi, tôi chán anh quá rồi. Tóc người ta càng ngày càng thẳng, anh càng ngày càng quăng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ bỏ rồi. Thì ghét. Tôi để lấy chồng đây. Em, nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về nhà trắng mượn súng to, thục qua bên kia 500 quả trời. Để trả thù em đêm đồng phòng. Quý vị dỗ vậy? Thục 500 quả banh mẹ 5 cái tiểu bang rồi. Trời ơi, động phòng cái gì nữa, cái đó có nước động quang chứ động phòng vậy. Ông mới có thử lòng chút xíu mà anh thấy không, phải không? Anh đối xử tệ với tôi lấy người khác, anh phải chúc phúc cho tôi. Đó mới là người đàn ông cao cả thì tôi còn suy nghĩ tôi quay về với anh. Rồi anh thục 500 quả, trời ơi, thục 500 quả đầu thai 8 lần cũng chưa xong nữa. Tôi nói anh nghe tại sao tôi bỏ anh. Sao? Có nhiều lý do lắm. Tại vì ngày xưa anh khác, ngày nay anh khác. Giỡn hoà có khác gì đâu. Khác, tôi nói thật anh, tôi so sánh xong bỏ dưới toàn bộ mấy ngàn người ta kêu bỏ liền luôn. Thử nghe con. Chẳng những phụ nữ mà đàn ông cũng kêu bỏ luôn, không ai bên anh đâu. Có thử nghe con. Nghe nè, nghe tôi so sánh ngày xưa ngày nay nè. Rồi. Ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ khấm khá thì teo mất rồi. Không giỡn nha. Ngày xưa thì trận mạc xông pha à. Bây giờ đạn lép nó hỏng ra khỏi nòng. Ngày xưa thì như sắt như đồng. Đúng rồi. Như đinh đụng cột như rồng phun mưa. Đúng vậy. Trời ơi còn bây giờ như cà muối dưa. 10 tháng minh mạng mà nó cũng chưa có ngốc đâu. Ôi trời. Trời ơi. Tôi phải tìm mọi cách chứ, tôi phải nói xấu anh không có, tôi cũng đặt chuyện tôi nói rằng tôi đi chứ. Anh hiểu không? Mắc cỡ không chết luôn à? Mắc cỡ cái gì, có sao nói vậy, mắc cỡ gì, nhìn ông vậy chứ không có xài được cái giống gì. Thấy ngon ngon ở ngoài cao to đẹp trai vậy chứ mấy này toàn là thùng rỗng kêu to. Anh nói thật á, nhỏ nhỏ vậy mà chất lượng chứ cao cao bọng xong. Thôi, tôi nói nghe đừng nói nữa. Em quá thông minh phải không? Em quá thông minh. Anh thấy không? Anh thấy tôi ngon lành không? Quá thông minh. Tôi nói tôi làm được hết, anh làm có lại tôi đâu. Biết rồi. Nghe ca sĩ á, anh thấy tôi nãy không, cái gì tôi cũng làm được, anh cũng vậy á. Tôi nói anh nghe, muốn hạt nhạc có nhạc, muốn kịch có kịch, muốn hát có hát, muốn giọng cổ có giọng cổ. Anh biết hát giọng cổ không? Biết chứ. Anh hát đi, mà anh được có hát thường. Đó, bây giờ coi như là lâu lâu mình xuất hiện đúng không? Mình phải làm một cái gì, anh đặt, anh sáng tác tại chỗ. Anh đừng có đặt là có trước, đừng có hát cái gì quen thuộc ở trên. Anh sáng tác tại chỗ, anh nhìn tôi sáng tác đó. Ủa, vậy hả? Anh nhìn từ trên xuống dưới có cái gì sáng tác cái đó đó. Căng dữ nha, anh hát về nha. Cuộc đời của tôi đó, anh hát có tên tôi trong đó, có số phận tôi trong đó. Mà ở dưới người ta xúc động, người ta vỗ tay, tôi tặng quà cho anh nữa. Trời ơi, tôi có mấy món quà trong này bảo đảm với anh sống cả đời lắm.
căng dữ nha, hấp dẫn dữ nha. Vậy nha, sáng tác với ông. Được không? Được. Dạ, đúng bây giờ, dạ, bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Ông sáng tác tại chỗ, em cũng chưa biết nó hát cái giống gì. Dạ, bây giờ. Đứng mặt hoa ba nha. 1, 2, 3, vô. Thủy ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Hay thì có hay mà sao nó đặt mình tên Thủy? chưa đâu, tiếp nè. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Thủy ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Trời ơi, vỗ tay hết luôn. Quá trời ơi. Sao tự nhiên đặt tôi tên Thủy? Sao mày chưa có nấu chè cúng ông đĩa gì mà đổi tên đấy? Thích sao đặt vậy à? Mà cũng hay sáng tác tại chỗ mà. Mày chưa biết tôi tên gì đặt lại đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao Thủy là nước là may mắn rồi nha. Đúng rồi, đúng anh rồi. Hát hay lắm. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh, tôi tặng cái này mà tôi không có chút nào e dè, tôi tặng anh nè. Trời. Tôi tặng Lê Hương cho nội. Xui lắm rồi nha. Được đâu? Tôi tặng phải có vấn đề chứ. Anh đôi gì anh cầm đi. Không được. Anh cứ cầm đi. À, anh cầm đi rồi. Cầm giùm tôi nha. Trời ơi, tặng Lê Hương. Chắc cái này anh quen đúng không? Ê mẹ. Trời mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Ủa đâu có gì? Trời ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ tôi mà. Anh còn nhớ anh còn có mẹ hay sao? Anh cũng còn có mẹ hay sao? Mẹ tôi chụp hình chân dung đẹp lắm nè. Hình chân dung của mẹ tôi nè, đẹp lắm. Đúng rồi. Chân dung cuối cùng của một đời người sao không đẹp được hả anh? Bác ơi, bác dậy ăn miếng cháo đi bác. Ừ. Dậy đi bác, dậy ăn miếng cháo nha. Không mà. Sao vậy bác? Chờ nhất về ăn. Chờ thì cũng phải ăn mới có sức chờ. Với lại anh hứa hoài không ra anh có về ở đâu. Mà con nói bác nghe, chờ thì vô nhà chờ cũng được. Mai mốt anh về anh cũng đi vô nhà. Chứ tự nhiên bác ngồi đây hết ngày này qua ngày nọ, rồi nắng rồi sương rồi gió, rồi bác yếu trong người, bác bệnh lỡ có gì nguy hiểm lắm. Hôm qua nằm chim bao thấy Nhất về, nó hứa bữa nay về ăn cơm. Trời ơi, anh còn sống chứ có chết ở đâu mà chim bao. Tại vì bác thương, bác nhớ quá, bác không có ăn rồi bác không ngủ qua mắt, rồi tưởng tượng vậy thôi. Nhớ thằng Cú Đất quá à. Cú Đất là ai hả? Cú Đất là thằng Nhất đó. Trời ơi, cái tên gì quan nghiệt vậy trời? Hồi còn nhỏ đó, cái thằng suốt ngày nó không có chịu bận quần. Bậy rồi. Nó cứ lết hết chỗ này tới chỗ kia. Ta nói đất cát nó dính đầy hết à. Nên ba nó đặt nó tên là Cú Đất. Trời ơi, nói cái đó làm chi vậy? Anh dính đất thì dính xi măng gì đâu có dính liếu tới con. Sao vậy? Con gái mới lớn mà tự nhiên kể cái vụ đó là chết con rồi. Bác nghĩ con là con dâu mà. Con dâu lại càng không nên nói. Ủa sao vậy? Trời ơi, bây giờ con là con dâu thì ngày mai mốt con là vợ ảnh. Rồi cái đêm động phòng rồi cứ nhớ vụ dính đất rồi sao? Trời ơi, chết giết con rồi. Con nhỏ này. Nè, út ghẻ à. Ừ, bậy nữa. Bậy rồi. Lớn tuổi mà bậy 2-3 lần á à, không được đâu. Mai là cũng không ai được ở đây chứ, thôi chết rồi. Người ta trắng trơn sạch đẹp vậy hết rồi, hết lâu rồi, út trẻ hoài. Bây giờ đổi tên lâu rồi. Đổi tên gì? Út ngừng gãi. Không có còn nữa. Mày công nhận nha bác, nhắc đến cái vụ ghẻ lỡ của con á, là cả một quá trình luôn nha. Hồi đó ai cũng nói chắc tại mày ở dơ nên mới ghẻ. Không phải đâu, tắm quá trời luôn á, tắm một ngày 3-4 lần luôn á. Trời ơi, tắm riết mà nói thiệt luôn á, nhìn mà con thấy nước là con muốn chết luôn á. Mà công nhận thiệt, ở phải gặp phải phước chủ mai thầy. Lúc đó cái tự nhiên có một người chị. Trời đất ơi, bác sao vậy nè bác? Trời ơi, sao bác lại ngắt vậy? Bác ơi, bác đừng làm con sợ. Có ai không? Có ai không là bác cứu giùm đi, có ai không? Bác ơi, bác quá ráng lên bác. Đi, con đưa bác đi bác sĩ, bác ráng lên bác ơi, bác đừng có sao nghe. Bác đừng làm con sợ nghe bác. Bác ơi, đi bác.
ngày con bỏ mẹ đi rời xa quê cũ, rời xa quê cũ, con mong quay ghẻ ơi. Anh là thằng con bất hiếu. Bất hiếu thì đúng, mất dạy nữa là đằng khác. Nhưng Út ghẻ là sai. Tôi bây giờ tôi sạch đẹp rồi, anh cũng không nhận ra tôi mà. Tôi mới quậy anh tanh bành te tua hồi nãy đúng không? Em giả trang kỹ quá, anh nhận ông ra. Làm sao mà anh nhận ra được? Đến mẹ mình anh còn không nhớ thì tôi làm sao anh nhớ được. Tôi nói anh nghe, trên thế giới bây giờ, nếu chẳng may người ta mắc bệnh Covid và nặng không qua khỏi thì sẽ ra đi trong cô đơn lạnh lẽo không một người thân đưa tiễn. Ngài nhận về chỉ là hũ tro cốt mà thôi. Mẹ anh thì may mắn hơn nhiều, bác không bị bệnh đó, nhưng mà vẫn ra đi trong cô đơn lặng lẽ không một người thân đưa tiễn, là sự hứa hẹn vô tâm của anh. Nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, tôi đã đưa bác gặp anh rồi. Chuyện còn lại là của anh.
Tạm biệt anh. Ca sĩ đứng đường đẹp trai hát hay mà nợ gặp đầu có tiền trả chưa? Dạ chị ơi, em nhiều chuyện chút xíu, tại em thấy chị hơi lạ lạ đó. Bộ chị bị ghẻ hay sao mà thấy ghê vậy? Tào lao, cái này là xăm full body nè, không thấy hả? Ồ, chị xăm full body. Dạ. Vậy em tưởng chị bị ghẻ lỡ đầy mình. Em xin lỗi, tại không phải. Em thật thà hồi đó dưới quê em bị ghẻ chưa chóc mài là nó y chang vậy luôn nè. Cái gốm dữ lắm thiệt á. Tào lao, không nói chuyện với con. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Dạ. Nè, nè, chú em. Sao rồi? Có tiền trả cho chị chưa? Đang bỏ ống dình dụm. Trời, dành dụm mà nó yếu xìu cái kiểu này là không có là chứ gì. Chị ơi, cho em nhiều chuyện lần hai cho em. Vì em nhiều chuyện, bộ ổng thiếu tiền chị hả? Thì đúng rồi. Ủa nhưng mà anh là ca sĩ, anh nhiều tiền giàu lắm mà sao thiếu tiền hả chị? Trời ơi, ca sĩ đứng đường. Ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. Đứng đường hay ngoài đường cũng như nhau à. Có nổi tiếng đâu mà để được lên sân khấu chứ. Nhưng mà có mình ảnh thì ảnh sống chứ đâu có nuôi ai. Bộ anh ăn chơi hay này kia bê tha sao thiếu nợ dữ vậy chị? Không phải, để chị nói cho nghe nè. À, cậu ta đó có lại nói chuyện với chị có. Dạ. Thưa ra đó là mẹ già dưới quê đang bị bệnh nặng, xin chị mượn tiền để gửi về quê để cho mẹ trị bệnh. Mà em biết mà, rồi cậu có nói á là cho em từ từ đi. Dạ. Để em đi hát, em có tiền em gửi em trả lại cho chị. Dạ. Mà em biết mà, cả 2 năm trời nay rồi, cái dịch Covid này nè, ca sĩ có hát được đâu mà để mà có tiền trả chứ. Chị ơi, vậy là anh thiếu tiền là do anh mượn tiền để gửi về cho mẹ anh trị bệnh hả chị? Đúng rồi. Tôi trách lầm anh rồi. Chị ơi, em trả tiền này cho chị, số tiền bao nhiêu chị nói đi, em chơi liền với chị luôn. Bây giờ nè. Dạ. Bây giờ chị muốn lấy cái gì chị lấy, chị tính ra. Anh, tôi có. Thì ra bấy lâu nay những đồng tiền anh gửi về bác không có xài, bác không mua một viên thuốc nào uống hết. Bác đưa lại em và nói, chuyện bác gần đất xa trời là nay mai thôi, nhưng tương lai của anh còn vợ còn con nữa. Cha mẹ là như vậy đó, lúc nào cũng có thể thiếu thốn đói rách để cho con mình đầy đủ và no ấm. Tôi nghĩ trước sau tôi cũng là con dâu, tiền này chắc cũng của tôi cho nên tôi định giếm. Gia anh xảo mà vỗ tay chi vậy? Nhưng bây giờ chồng sắp cưới thiếu nợ rồi. Tôi làm vậy rồi làm sao? Ông bà nào cho tôi tốt được? Tôi trả cho chị nè. Tôi có bao nhiêu còn thiếu đủ nhiêu đó. Để từ từ tôi làm gái tôi trả chứ giờ đâu có tiền. Anh không đọc nào hết trơn. Trả thiệt cho chị. Bá bán thân. Dạ. Trả thiệt cho chị. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Gì? Sao người ta nghèo mà người ta đối xử tốt với nhau như vậy? Dạ. Mà sao tôi giàu tôi ác? Tôi không biết giúp đỡ ai hết trơn vậy nè. Giờ mới biết hả? Thôi. Thôi được rồi em. Chị cho em hết. Hả? Chị xóa nợ, chị cho em. Nè. Chị đừng làm cái này. Nợ, chị. Không sao, lại đây. Nghe từ từ chị nói đã. Dạ. Cái này chị cho lại em nè. Hả? Chị cho lại, cầm đi. Cho lấy à. Dạ. Lấy đi. Nè. Cái này chị cho em nữa. Nè, được cầm lấy từ từ đi. Nè, cầm đi nè, chị cho nè. Nè, chị cho nè. Nè, cái nè, bây giờ cái về đi bán đi nha. Đi bán đi, hễ mà giúp đỡ người ta, ai cần nữa cho chị biết. Nhớ chưa? Ha. Còn tôi sẽ về tôi ăn năn sám hối. Tôi về tôi bán hết củ cải tôi cho tiếp. Có tiền để làm gì? Có tiền để giúp đỡ, để chia sẻ, để giúp đỡ mà thôi. Ủa chưa có ai chích mũi thứ tư không, lẽ mẹ này mẹ lén mẹ chích. Nó bị overdose trời. Sao tự nhiên có cuộc năng sức. Ngon vậy nè, bởi ở Phước có ở tốt, gặp tốt liền à. Tôi xin lỗi anh. Tôi biết rồi. Thì ra anh không dám về thăm vì anh sợ số tiền đó không đủ để gửi cho bác trị bệnh. Thôi đi về, về với tôi. Anh về quỳ bên mộ mẹ, xin mẹ tha thứ. Dù gì mình cũng bất hiếu. Ngày mẹ chết cũng không gặp được mặt anh, tội nghiệp bác ấy lắm. Đi về đi, mai mốt cũng làm ca sĩ có con mẹ Mạnh Thường Quân rồi nè. Rồi mình làm MV, mình gửi vô trung tâm thiên nga. Mình hát là lên liền à, nha. Rồi không lên thì mình lên tỉnh luôn. Đi, tôi đây, đi về với em, đi. Ngày con đi
thằng ơi, đồ dởm trời ơi. Lòng mẹ đồ tôi mua có mười mấy đồng ông nội ơi. Lòng mẹ ông kéo vừa nó đứt một cái nó tuột hết trơn mấy ngàn cặp mắt nhìn rồi làm sao tôi sáng tỏi thêm cái mạng xã hội. Đừng có khóc nữa đi, tôi đi khóc kế bên cảnh sát nó bắt tôi giờ ông nội. Nó tưởng là tôi hành hung ông á, tôi có thiệt tình luôn á. Nhìn đi, cho tôi chưa có chồng mà có thằng trai bị lớn à. Mệt ra sức à. Bác ơi, con dẫn bác ảnh về nè. Bác chờ anh nha. Bác chắc ở đầu đây bác cũng nhìn thấy đúng không bác? Anh không có bất hiểu đâu. Đừng có khóc nữa trời ơi trời à. Khóc hoài buông ra đi, tức đi giờ đi nè. Thì khổ cái luôn á. Nhã vô cùng nhục nhã. Trời ơi có gì đâu mà nhục em sao nói quá. Đợt. Dạ ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Con gì? Coi kìa cái tướng tá anh á như con heo nọc vậy đó. Mà đủ chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó. Mà còn có chút xíu à. Cái này nè. Ủa sao anh biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà. Nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quen đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn, em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tay gai mắt anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữ cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cái thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ em, mắc cỡ quá đi. Trời ơi, tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học kung phu trong mấy cái phim tàu thôi chứ em sao được nè. Đó 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 đó, thấy chưa nè, nè tương trợ nè, cho nên nè trầy trụa tay chân nè, rồi rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng rượt theo là ăn cướp. Em rượt nó 3-4 ngã tư đường. Em nhắm em đàn bà em rượt theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Trời, té theo mà cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha? Quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ. Chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì vậy? Em báo cho anh biết, trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi, mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền biết chưa? Thầy liền cho nên em coi thường anh đó tới giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe. Bữa hổm đi cine cũng vậy nữa, cái thằng cha kia kìa chả công khai chả bóp bóp gì chả bóp đít em trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vụ em đập nó phun máu đầu ha. Tưởng sao thấy phun máu đầu cứ xỉu. Trời ơi đàn ông gì mà kỳ vậy, đâu kỳ vậy. Thì anh cũng đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê, cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho anh biết ha, thà em lấy thằng khùng mà nó gan còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm, anh qua bên má anh coi má sai cái gì từ sáng giờ, má nhắn đồng phone mấy lần, đi lẹ lẹ về ăn cơm. Nhưng mà em có cần anh phụ là làm không? Sao tôi hiền tôi lấy nhận vợ vô côn quá trời. Đực, anh chửi em gì á? Không có, anh nói em dễ thương quá quên đi nha. Đi lẹ lẹ. Trời ơi là trời, tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy trời ơi là trời. Âu đứng im. Dữ hả? Dữ hả mày? À đánh lộn hả? Trời ơi à, cướp ban ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương trợ. Chết cha không có dao. Đây có cây. Trời đỡ cây. À vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặc như con nhất.
Đứng lại. Đứng đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Ngồi xuống. Đi đâu? Sẽ có thần gấp. Ngồi lên. Đi về bóp. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Ngồi lên. Cũng tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đâu. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Khen nha con. Hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi. Tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được? Anh nói sao? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à? Thì là mày chết kìa mày. Mày dám quýnh cảnh sát hả? Hả? Tù một công nghe chưa? Để mày. Để lên. Phen này cho mày tù đột xương luôn. Đi. Vô. Vô. Officer, gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để. Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? Lãnh cái đầu của mày á. Đi vô. Nè. Nhưng mà. Ê. Tụi mày coi chừng tao nghe chưa? Tụi mày coi chừng tao à. Ê ê. Thấy chữ gì không mày? Thấy. Ai cho mày ngồi đó? Ủa, chỗ này có anh hả? Ờ. Ai cho mày ngồi đây? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Tôi xin lỗi. Vì vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm hả? Giỡn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói. Xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ, tháo ra mày. Tại sao bà tháo? Giờ tao kêu mà tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy. Ừ, cũng Omega thì hết. Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Báo tối. Gì? Ê, gì vậy? Dài hiệu gì mày? Gucci. 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 À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải Gucci. Gucci make in Củ Chi. Củ Chi hả? Củ Chi cũng lấy nè. Lột ra mày. Nó mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Vậy nó kêu mày lột á. Lột thì lột chứ trời. Ôi, tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê, chuột. Ê, dạ, đại ca. Người em... Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó ha, để nạp cho đại ca mà. Ngày này, đại ca. Ông ngon lành, đại ca. À, ngon lành. À, gai không? Omega đàng hoàng á, Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca, đó đại ca thấy không? Đó, bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang size số 9 đại ca. Em mang size số 13, 14 mà. Em đúng phải số đó. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê, gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi không biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Tôi
ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, mày, mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng Bon Tu Dai. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, dạ kính chào đại ca Ba Tu Don. À. Dạ kính chào đại ca Bon Tu Dai. Thuốc. Thuốc mày. Gì vậy? Da mày ăn viên bệnh như mày. Tới đây ngủ ta mày. Chết. Ê dạ đại ca em. Bộ nó rồi. Em đâu có. Tối để ta ngủ với nó chứ. Hả? Em biết, em biết. Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính yên em biết mà. Tao ngủ trước rồi tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm không? Dạ em biết, đại ca hiểu lầm em nữa. Chết tôi rồi. Trời ơi, vợ tôi hại tôi rồi. Vợ tôi. Officer, officer. Officer. Ôi con này ghê quá. Chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? Mày đợi chút đi. Cho mày giỡn mặt hả mày hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho mày giật hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Đại ca, đại ca, đại ca. Nó làm gì dữ vậy trời? Gì vậy? Bay nữa cơ mày. Trời ơi sao sờ đứt quay vậy? Mày làm gì vậy hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm hay không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á, tìm cách để trị tội mày đó mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nó nghe chưa? Hồi sáng này á mày đánh ai mày nhớ không? Thì tôi lộn mà tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh Trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca. Tôi đánh Trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết Trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè. Ông ta chuyên môn hoạt động underwear. Cái gì vậy? Undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dán tay không ha? Mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha. Mày ngon ha, mày giải thoát cho con cái nạn cướp khét tiếng này chưa? Officer à. Vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó. Ờ. Gặp sự bất bình mà rút dao đó, giờ này rồi tôi chém chết cha của Trung Quý đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là du đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Con du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Đại ca. Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi. Vị sếp trời ơi. Đến. Cảnh sát. Đến. Nguyên cái lũ bọn du đảng á, Bon Tu Dai này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy nát cái thành phố này. Cả cái đồn cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, Trung úy cảnh sát Danny á, ra tay, mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Ơi tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay lỡ tay phen này á cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Như cái tao nói cho mày biết nha, mày cứ ngồi ra đi gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không, nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù này nè nè, vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa? Nghe chưa? Không, chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao nghe không? Sao 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 quay vậy? Ngồi dậy. Coi chừng tao nghe mày. Yeah. Anh hai. Bộ anh tay không mà anh hạ được Trung úy Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi, Trung úy Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha mà súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Mà có thiệt không vậy? Ôi, tại anh trẻ đâu có ngờ là tôi... Trong giang hồ đó, nói thiệt với mấy chú á, nhiều khi á mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng mà mỗi lần nhắc đến Trung úy Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết. Thằng nào đụng giá là gục á. Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường giá rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. Dạ đại ca, có em. Kiệt.
Anh Biểu ơi, cái kia mày kiếm đây, lấy cái áo ra mày. Ê, dạ dạ mày, mày cởi cái áo ra mày. Thao ca cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. Dạ đại ca. Biểu ơi. Dạ. Kiết. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa, tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca nữa. Dạ. Dạ cảm ơn. Đại ca. Dọn sạch mấy. Đại ca. Are you talking to me? Mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi, nhớ chưa? Dạ. Yeah. Đại ca. Đại ca kìa. Cái chỗ này hồi xưa em ngồi á đại ca. Ê, dạ dạ dạ. Mấy giờ rồi chuột? Chuột. Dạ. Dạ. Nhị ca. Có em, có em. Mấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca. Dạ dạ. Ba cho sạch. Trả lại. Đó. Kiệt. Dạ, đại ca. Trời, trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha. Kiệt. Dạ. Lấy đôi giày này lau cho bóng, đưa lại cho đại ca. Em đánh bóng rồi á đại ca. Đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy. Còn bóng với đại ca. Đó này. Thuốc mấy, thuốc nha mày. Gầm. Gầm đâu? Ủa? Nhanh mày. Đợi tao nhớ, tao nhớ. Gì vậy? Ờ, gì vậy? Không, em để gầm đây nè. Đó đó đại ca. Đó đó đó. Ăn gầm méo. Vậy ca, vậy ca. Không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao vậy ca? Bây giờ sao? Em có đề nghị. Đề nghị gì? Vậy ca ra đây. Vậy ca, vậy ca. Thử thử chui vô coi vừa không? Đó đó, đó. Coi chừng lộ mày, để tao. À. Để cho anh ta đây. Tối nay anh em mình chui tự đây ra nha. Mày hay. Dạ. Yeah. Tối. Đại ca, đại ca. Ừ. Gì? Trung úy Danny nha. Ừ. Khét tiếng là giỏi võ. Ừ. Vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi là gục liền rồi. Ừ. Em nè. Nói thiệt đại ca nha, em nè. Tập võ mười mấy năm rồi nha. Ừ. Nhị đẳng Thái Cực Đạo nè. Tam đẳng Karate nè. Tứ đẳng Vô Vi Nam nè. Ngũ đẳng Judo nè. Đại khái em á là cao đẳng á. À. Em nói thiệt đại ca. Sao? Bữa nào đại ca vợt vài hiệp với em đại ca. Cho em học hỏi mà vợt vài hiệp. Tôi muốn học hỏi hả? Dạ. Ê, anh nói chú nghe. Ừ, chuyện học hỏi đó thì từ từ. Bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu. Em biết, em biết phải tập mà. Thấy không? Thôi. Tối nay vượt ngục á, ra từ khỏi tù á, anh nhận chú làm đại đệ tử. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Giờ khỏi. Đại ca biết không? Đại ca, em á nha, thượng đài gần 100 lần rồi. Chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha. Đường hẻm, đường phố vậy nè. Nè, mới kỳ mới thi thi lên đại nè. Đó, sao? Em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng Thái Cực Đạo. Vậy hả? Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp xuống sân nhị đẳng. Tao quánh chết thằng đó mà bị dạ. Tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả? Dạ. Em nói cho đại ca nghe nha. Em có rất là hiếu học. Em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền. Á. À, dạ. Mà thân cỡ nào thân nha đại ca. Sao? Lên đấu võ đài với em á là em chơi xả láng luôn. Xả láng luôn hả? Chơi xả láng chết chịu ơi nè không? Đẻ ra là biết là phải chết liền nè đó. Đái xuống nữa. Đó, đái xuống mà. Hả?
Thầy ca, cứ dạy cho em về đường rồi, cứ chơi. Mời, mời thầy ca. Dạ. Yeah, cứ chơi, thoải mái, mời. Nè, nè, mời nè, nè. Everything okay, okay? Okay, okay, officer. Okay. 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 Everything okay, man? Okay, good, good, good. Okay, okay. Mày cái gì tao cái chưa? Okay, man. Thầy ca, mời. Chụt. Dạ, gì ca, có em, có em. Mày hổng. Dạ, hổng vô gì? Cái nhất đặng, nhị đặng, tam đặng, tứ đặng, cao đặng của mày thì là đi dọa con nít. Đúng rồi. Đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày? Không, không có đâu, em kêu đại ca giỡn với em. Còn không mau ra xin lỗi đại ca. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú ơi. Việc gì đấy? Tôi thông cảm cho chú lắm. Cảm ơn đại ca. Hồi đó chú, anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó. Đó. Ngứa tài, ngứa chân vậy đó. Đại ca. Sao? Đại ca. Chuyện gì? Bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Chudai. Ừ. Xin mời đại ca. Thôi. Thôi xin lỗi, tôi đã bỏ qua rồi mày. Chú quên chuyện đó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Mẹ luôn. Đó, tối nay có chuyện coi. Được cái gì ca, có lý à. Mà lâu quá biết rồi, tao còn đánh được nữa. Còn ngon, còn ngon. Ê, đã. Ê, Nhị ca, Nhị ca. Nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó, nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Huy á, bay kêu cao cao, đá cái bóp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu gối á. Vậy mà cái đầu của nó á. Quá rồi, quá rồi, tao quên. Quên hả? Em giỡn với đại ca, em giật lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giỡn á. Ok ha, chuẩn bị nha. Đó đi. Đa tạ Nhị ca nương tại em. Đó, đó. Đại ca thấy không? Chị ta, Nhị ca nương tại em á. Không ngồi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca, xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, what's up baby? Tao giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nữa mày. Nến. Bà muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đánh sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyện bọn ăn cướp, là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt, sao bắt người ta? Can thiệp. Can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát chưa cô quý ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Làm bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Đại ca, xin mời. Mời đại ca. Bà luôn. Nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được. Tôi sẽ về tôi mở họp báo. Tôi sẽ mời báo chí, truyền hình, truyền thanh tới ha. Báo cho họ biết Trung quý Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường, phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó còn có còn nể của Trung quý Danny của ông nữa không? Hả, con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung quý Danny như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ lặn cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả. Còn ông á, đá một cái chanh vô. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, ông quên, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó, móc chừng nào cũng được, móc chừng nào cũng được, rồi báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì? Hiện bây giờ á, Trung quý cảnh sát Danny á đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy không? Sao? Nhưng mà gì? Bà cứ hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả tình bà ta. Ừ. Nói gì chả được, có la lối ông sầm gì hết nha. Ừ. Không. Ừ. Đó. Ừ. Bởi vì Trung quý cảnh sát Danny ừ. là bồ của tôi. Hả? Bà làm gì? Làm gì? Làm gì vậy? Vợ làm có này sợ nha. Mày hứa với tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì?
uy tín, uy tín tượng trưng cho đồng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi bây giờ tôi về, tôi hứa chắc với ông uy tín này mình. Khoan về đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê. Ê, cũng là mày đó nha mày. Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đàng hoàng chứ mày. Mặt cái tao hoài. Hàng áo vàng. Hàng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thôi cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Cái gì? Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Mày chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm, không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, mấy khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng bộ điên rồi hả? Ở nhà có nói thù cũng sợ vậy đây làm bạn đại ca. Trời ơi, thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện ông nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt về em nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, ủa? Anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình, can. Thấy máu, không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi, tôi nghe lộn rồi, máu quá trời. Máu. Tiết Xuân Hoa và Thời Nhà Tấu, các phái võ tung hoành trên giang hồ như trăm hoa đua nở. Chiến phái hành hiệp cũng lắm, mà bà ngôn tả đạo cũng nhiều. Đáng chú ý hơn cả là phái cổ mộ, mà bí kíp sư phụ truyền lại là phô sách Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, bắt buộc phải có một người nam và một người nữ, cả hai cùng khóa thân ngồi đối diện nhau, áp bàn tay vào nhau, nhưng tâm hồn phải tuyệt đối thanh khiết. Nếu không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, làm điên loạn tâm hồn và thể xác. Đại đệ tử của phái cổ mộ là Lý Mạc Sầu, tâm niệm bất chính, lúc nào cũng muốn dành Ngọc Nữ Tâm Kinh để tập riêng cho mình. Trong khi sư muội là Tiểu Long Nữ, nhớ lời di huấn của sư phụ, quyết không để bộ sách ấy lọt vào tay sư tỷ. Trong thời gian khổ luyện võ công trong khuôn viên cổ mộ, vì hoàn cảnh đẩy đưa, Tiểu Long Nữ nhận một thiếu niên tên Dương Quá làm đệ tử. Ngày ngày thầy trò gần gũi, Dương Quá lớn dần theo thời gian. Hai người đã xóa biên cương tuổi tác, vượt cả tình cảm thầy trò để yêu nhau, mặc dù xã hội thời ấy gắt gao nghiêm cấm. Thời thế đẩy đưa, Tiểu Long Nữ phải giả từ cổ mộ bước chân ra giang hồ. Trên đường hành hiệp, Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp biết bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh. Một trong những kẻ thù lợi hại là đệ tử đông đảo của phái Toàn Chân. Rồi Tiểu Long Nữ bị trúng độc hoa tình. Hai người phải chia tay nhau để Tiểu Long Nữ đi ẩn cư chữa bệnh. Hẹn sẽ tái ngộ 16 năm sau. Thời gian chậm trôi, hai trái tim cùng thao thức đếm từng ngày chờ đợi. Nhưng rồi buổi tái ngộ cũng đến. Ôi, còn cảnh nào xúc động hơn phút tương phùng sau 16 năm trường đăng đẳng. Chim rừng ríu rít ca để chia sẻ, suối ngàn róc rách reo như chúc mừng đôi uyên ương nối lại tình xưa trong nắng ấm chan hòa. Thank you.
16 năm rồi đó nha. 16 năm tao quyết tâm chờ chờ đợi đợi cô Long rồi đó hả? Ngày hôm nay, ngày hôm nay là ta hẹn hò cô Long tập tại đây. 16 năm xa cách, 16 năm mà ta không dê em nào hết, chỉ chờ đợi cô Long. Cô Long đẹp tuyệt trần của ta, đẹp mỹ miều của ta. Tới khi đó, ta sẽ giang hai cánh tay này. À không, một cánh tay thôi. Một cánh tay mà đậm đà tình nghĩa. Ủa sao giờ này chưa tới? Không lẽ bị kẹt xe? Mít vẫn. Không lẽ giữa đường quan có cây mít? Cái gì mít? Ta té mà không chịu đỡ gì hết trơn, đau đít muốn chết mà. Anh tới lâu chưa? Cái gì vậy? Tôi tới lâu bà kệ tôi, bà té mà kệ bà, tự nhiên kêu tôi đỡ như vậy. Thôi đi chỗ khác chơi, tôi hẹn cái đà tôi. Dư quá này phải không? Ừ? Sao biết tên ta? Quá Nhi. Vậy? Tiểu Long nữ đây. Cái gì? Cô Long đây Quá Nhi. Ê, vậy chị, bà nói lại coi. Bà là Tiểu Long. Bà diễu hay quá ha. Tiểu Long nữ hả? Xin lỗi bà nha, bà là khủng long nữ đó bà, đừng nói giỡn hoài. Quá Nhi. Như vậy? Xa cách mới 16 năm, Quá đã nở thay lòng nửa dạ rồi sao? Ê, sao bà biết ta với lại cô Long xa cách nhau 16 năm? À, thì ra là bà quen bà Lý Mà Sầu kể cho bà nghe chuyện tình của ta và cô Long phải không hả? Trời ơi, chính ta là Tiểu Long nữ đây. 16 năm trước, ta trúng độc qua tình ở Tuyệt Tình Cốc, nên phải đi ẩn cư biệt tích đó. Cái con mẹ Lý Mà Sầu quá đáng mà, dám kể chuyện tình giữa ta và cô Long cho bà nghe. Quá Nhi, Tiểu Long nữ đây Quá Nhi. Bây giờ chỉ còn có cách đưa bổ bối ra Quá Nhi mới chịu tin mà thôi. Ê, bổ bối gì? Quá Nhi có biết cái gì là quý nhất của phái cổ mộ không? Là Ngọc Nữ Tâm Kinh đó mà. Không sai, Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc nào ta cũng phải mang theo bên mình, vì sợ sư tỷ của ta là Lý Mặt Sầu cứ mất. Đây, chỉ còn có cách ta đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, Quá Nhi mới chịu tin ta là Tiểu Long nữ mà thôi. Bí quyết giảm cân dành riêng cho phụ nữ trên 50 tuổi. Ủa, cái này của ta không phải Ngọc Nữ Tâm Kinh đây. Trắng. Đỏ mà. Không, đỏ là Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn trắng là cặp giò. Quá Nhi, bây giờ Quá Nhi tin là Tiểu Long nữ chưa? Nè nè nè, bà phải khai cho thiệt nha, bà lượm cái này ở đâu vậy? Trời, bây giờ chỉ còn có cách là ta đưa một chỗ kín nhất của ta cho Quá Nhi tin. Thôi, đừng nha. Quá Nhi hãy xem. Lát ông tiền, lát ông tiền mà ta cần sức thức của nàng. Nè. Thì ra đây là Tiểu Long nữ thiệt đó hả? Không sai. Trời ơi, Tiểu Long nữ. Quả Nhi, sao 16 năm xa cách, sao không chịu đẻ đi mập như vậy? Không đẻ mà được về sao? 16 năm trong cổ mộ an toàn là cây không đó. Cây gì? Cây sâm ngàn năm đó. Trời đất ơi, sâm ngàn năm ăn vô không đứt da là mai rồi đó hả? Biết vậy ta lấy Lý Mặt Sầu cho rồi. Ê, Lý Mặt Sầu và Cốc Khu Đế mà vẫn chưa có chồng sao? Nó khùng khùng tôi tưởng ai dám lấy hả? Quá Nhi, bây giờ chúng ta có thể đi xây tổ quy ưng rồi. Đi Quá Nhi. Đi Quá Nhi. Cái tay Quá Nhi đâu rồi? Bộ đuôi sao không thấy? Không thấy. Đi làm chém Quá Nhi của cô Long. Quá Nhi nói đi, cô Long chém chết mẹ nó luôn. Ê, không phải chém ta cả. Chứ tại sao? Cô Long biết không? Không. Ừ. Phải rồi, ta phải nói cô Long mới biết hả? Nói đi. Sao bao nhiêu năm xa cách, nhưng quá thương nhớ cô Long. Một ngày đẹp trời, thương nhớ cô Long không biết làm sao hết, đành kêu trời ơi thôi. Ta giang hai cái tay lên trời kêu trời ơi. Thì ngay lúc đó mà, một chiếc trực thăng bay ngang cán nát cánh tay của ta. Và từ ta thành đồng thủ đại hiệp đó hả? Đau lòng quá Quá Nhi ơi. Còn cô Long, sau 16 năm xa cách, làm sao mà sống hả? Chuyện rất là dài dòng đó Quá Nhi. Nếu không nhờ Medi-Keo, có lẽ cô Long đã chết từ lâu rồi. Hả? Cô Long được Medi-Keo hả? Để thì đừng quá bất công cho ta mà. Ta cục ta như vậy mình lên cái chục lần chưa giải quyết đó. Mỗi lần đi bác sĩ phải trả tiền cash không luôn đó hả? Tại ta quen lớn đó Quá Nhi. Quen với ai? Social worker. Quá Nhi biết không, một mình ta chữa bệnh rất là cực khổ. Cô Long không được ngủ trên giường, ta phải giăng một sợi dây trên hai gốc cây.
Thôi đi bà ơi. Ta ngủ trên sợi dây không vậy đó. Trời. Thôi đi bà ơi. Tứ bà vậy ngủ trên dây dây nào chịu nổi? Dây cáp đó. Cáp gì? Tàu Titanic. Hả? Trời ơi. Quá nhiên. Rốt cuộc 16 năm xa cách, mình đã gặp lại nhau rồi. Mình có thể luyện ngọc nữ tâm kinh. À, luyện ngọc nữ tâm kinh. Mình có thể đối diện nhau. Đối diện nhau. Mình có thể cởi hết áo quần ra để luyện ngọc nữ tâm kinh để trở thành vô địch thiên hạ. Cởi hết quần áo ra luyện ngọc nữ tâm kinh. Thôi, cô Long à, cô Long có thể nào khỏi cởi quần áo ra mà luyện được không ạ? Tại sao? Tại vì cô Long mình cởi ra rồi ta cứ luyện ta sợ không thành ngọc nữ tâm kinh mà thành ngọc nam thần kinh đó mà. Lý Mạc Sầu. Hỏi thế gian tình là chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam địa Bắc sông Phi Nhã. Lão thử kỳ hồi hàng thử. Quan lạc tuyệt ly biệt khổ. Tử trung canh hổ si nhi nữ. Ê cái bà kia. Hả? Bà nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy bà? Trời ơi ta nói ta còn không hiểu nó gì ngươi hiểu. Thì phim Tàu nó nói sao tao phải đi trang cho nó giống mà. Ê ngươi nghe. Thím hai cho hỏi thăm thím hai. Ê con mẹ này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta như vậy mà kêu thím hai sao? Nè con nha đầu kia đừng có hỗn láo với ta nghe chưa. Đúng là có mắt mà không trồng. Ta như vậy mà kêu nha đầu sao? Im lặng nghe ta hỏi. Hỏi gì? Nhà ngươi có thấy một cô gái trẻ dễ thương hiền lành mặc đồ trắng từ trên xuống dưới giống như là một con ba vậy đó đứng tại đây không? Tên gì? Tiểu Long Nữ. Ha, người đẹp đứng trước mắt mà không thấy. Ta là Tiểu Long Nữ đây. Hey, đồ tiểu nhân bị ổ vô liêm sỉ. Đừng có nhận bậy nhân bạn nghe chưa. Tiểu Long Nữ nhưng mà già dữ vậy. Ta sư tỷ của Tiểu Long Nữ. Ta là Lý Mạc Sầu 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 sầu. Ta rất là rành Tiểu Long Nữ. Ê sư tỷ, xa cách mười mấy năm gặp lại không chào hỏi gì hết trơn. Đòi đánh liền sao? Chơi thì chơi. Trời ơi, đúng là Tiểu Long Nữ rồi. Con này lúc nào gặp là nó muốn chơi không bà. Ê cô Long, cô Long, cô Long, để ta. Cô Long, cô Long. Lý Mạc Sầu, sau 16 năm xa cách, người hãy xem duyên quá đi. Võ nghệ cao cường đây. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến sống chết có nhau. Thôi mình đổi chiến thuật đi, đánh chi cho nó mệt. Trời đất ơi, bao nhiêu năm xa cách vẫn khùng như xưa. Như quá. Hả? Nói nghe nè. Gì? Đừng quýnh lộn chi cho nó mệt nghe. Bây giờ mình đổi đi nghe. Đổi mình gì? Mình giày này ha, mình cho tình cảm đi. Tình cảm làm sao? Cho tình cảm cho nó dễ. Bây giờ bỏ con Tiểu Long Nữ đi nghe. À. Lấy em đi. Lấy. Rồi sao? Tại vì mình bỏ Tiểu Long Nữ lấy em xong mình ăn cắp ngọc nữ tông kinh. Đó xong mình lên núi mình luyện. Bởi vì luyện cái đó là phải cởi đồ. Trời đất ơi, luyện chung với em cởi đồ với em phê hơn với con mẹ già kia chứ bộ. Được không? Là phải đó. Được không? Bắt buộc. Được rồi, ta sẽ quyết tâm để được ngọc nữ tâm kinh để cùng với Lý Mạc Sầu luyện cởi đồ. Cởi đồ xong luyện ngọc nữ tâm kinh. Nhớ chưa? Được rồi. Thừa lúc sợ là phải chôn liền nghe chưa. À. Trời đất ơi, thiên nam địa bắc si nhi nữ. Trời chơi liền nghe chơi liền. Trời đất ơi, hỏi thế gian là chi chi. Tình là chi chi, trời ơi, ta phải đi thôi. Nói này công việc nó khùng thiệt. Mình đỡ hơn nghệ kia. Được rồi, ta quyết tâm lấy ngọc nữ tâm kinh. Cô Long. Hả? Quá nhiên. Chuyện gì cô Long? Quá nhiên của em. Quá nhiên. Chuyện gì? Đứng lại. Dù quá, hôm nay là ngày tàn của nhà ngươi rồi. Đạo sĩ thúi kia, các ngươi đừng có vô lễ nha. Quá Nhi. Chuyện gì? Quá Nhi nhắm đánh đổi bọn này không? Không để cho cô Long. Một tay không lại, nhưng mà hai tay thì lại. Đúng. Tưởng ngươi cùng tay mà, quá ra ngươi xạo. Không xạo làm sao ăn được tiền tàn tật hả? Cũng nhờ luật sư giỏi. Muốn nhào vô không? Nhào vô. Sao nhẹ vậy? Tưởng bở hả? Cô Long, ra đây. Quá Nhi. Cô Long thấy chưa? Giang hồ hiểm ác, cô Long phần liễu yếu đào tơ, làm sao mà giữ được ngọc nữ tâm kinh chứ? Đưa cho ta đi, ta giữ cho cha. Không được Quá Nhi. Sư phụ trước khi chết có dặn rằng ngọc nữ tâm kinh là vật bất ly thân, lúc nào á cô Long cũng mang theo bên mình, vì sợ hở ra là có đứa luôn manh nó chộp liền, nhất là con mẹ Lý Mặt Sầu đó, lúc nào cũng rình để ăn cắp hết đó. Ta biết rồi, nhưng mà giang hồ hiểm ác, còn cô Long thì liễu đào tơ, đưa tôi giữ cho. Không được Quá Nhi, em không dám làm trái lời di huấn của sư phụ đâu.
Quá Nhi nè. Chuyện gì? Nhà Quá Nhi ở đâu? Đưa cô Long về tắm gội thay quần áo đi. 16 năm rồi chưa có được tắm đó. 16 năm rồi chưa có tắm. Nhưng mà tao làm gì có nhà mà về ở. Thôi không ấy, tao đưa nàng đi mua theo nha. Đi đỡ đi. Đi. 16 năm chưa tắm. Quá Nhi, hay là mình vô nhà hàng seafood này cho cô Long ăn tô mì đi. 16 năm rồi chưa được ăn mì đó. Ê, cô Long à, mới ăn rồi ăn nữa hả? Nhưng mà cô Long thèm mì quá à. Thôi, được rồi, ta cho cô tội nguyện mà. Qua đây ngồi đi. Ai, ngồi. Chủ quán đâu? Chủ quán. Hey, hú tàn tụ lên đây nào. Tụng tàn tụ lên đây đi chủ quán. Sư cô chìa. 这个叫国际，国际，国外线，微信啊，这个国际，国际旗下。 Quá Nhi nói tiếng gì vậy? Tiếng tầm. Tầm gì? Tầm bậy. Nó nói tiếng tầm bạ, ta nói tiếng tầm bậy. Chuyện gì? Nói tiếng gì được không? Được. Chuyện gì? Được quá. Tự người chôn ở đầu, qua là người chôn ở đây hả? À? Sáng này, người huynh đệ tử của ta, tối nay không thể tha được. Quá Nhi có 16 năm trời mà võ nghệ Quá Nhi bây giờ quá là cao cường, xứng đáng là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có gì đâu mà cao cường hả? Thời buổi này mà còn múa tới múa lui nữa, cắt cục là xong ngay. Uống trà đi, dùng trà để cô Long. Quá Nhi, xa cách Quá Nhi 16 năm, bây giờ mới được gần Quá Nhi. Cô Long uống không nổi đâu. Hay là bây giờ mình lên phòng đó, mình mướn một cái phòng honeymoon, rồi mình kêu room service đem thức ăn lên cũng được. Đi Quá Nhi. Đi. Ê, vậy là ta đã bỏ gói bột nở vào ly nước theo lời của Lý Mạc Sầu rồi đó hả? Tiểu Long Nữ sẽ phì ra thành khủng Long Nữ, mình sẽ đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây nè. Vô cùng khủng khiếp và đầy kinh dị. Vậy mình phải hy sinh. Không thể chấp nhận được. Bảo trọng. Lý Mạc Sầu. Nhìn hai cái đũa ôm nhôm nhất dài thằng lò xô được là biết Lý Mạc Sầu rồi đó mà. Ớt nào mà ớt chẳng cái. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng hả? Trời ơi, xui cho nào lấy bà này. Lấy bà này là chết với bà rồi hả? Còn hơn là gá đời mình cho khủng long. Quá Nhi. Ê, ăn ớt kìa. Sao mũi? Hỡi thế gian tình lợi chi mà sống chết có nhau. Thiên nam địa bắc sông phi nhạn. Đúng là sao mũi rồi. Đúng rồi sao mũi. Ê, bộ đi sửa sắc đẹp dữ lắm hay sao giờ đẹp quá vậy? Review chút đỉnh thôi hả? Đây cái thiệt là quá đẹp đi mà. Trời ơi, nhớ ngày nào đó Quá Nhi chê ta nào, đen thùi lùi nè, ôm nhơm ôm nhách nè, suông đục, rồi xua đuổi ta thậm tệ vậy đó hả? Ê, đừng có nói vậy chứ. Tại vì trước đây Dương Quá đúng là con mắt mà không trồng đó mà. Đúng rồi. Bây giờ ta mới phát hiện được là ốm bây giờ là mô đen đó hả? Nhưng mà sao mũi à?
Bây giờ chúng mình đi nha. Ta không cần Ngọc Nữ Tâm Kinh nữa rồi. Đi đi. Khoan đã. Tại sao? Ngọc Nữ Tâm Kinh đâu? À, Ngọc Nữ Tâm Kinh trong kia kìa. Nhưng mà có con khủng long làm sao ta chịu được. Thôi không, đi đi. Ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tại sao cần Ngọc Nữ Tâm Kinh? Ô kìa. Quá nhi. Bộ quá nhi. Không muốn. Không muốn cởi đồ với ta nữa hay sao vậy? Cởi đồ đó hả? Ừ. Ở đâu ai lại không muốn. Nhưng mà cởi đồ bắt mới như Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đi đi đi. Không. Ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. À. À. Tự phóng thôi chứ. Má bà chằn nổi lên rồi. Nhưng mà bây giờ nhà ngươi muốn sao? Bây giờ ta muốn cởi đồ. Ta muốn cởi đồ. Thì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn cởi đồ phải có Ngọc Nữ Tâm Kinh hả? Vô lấy lẹ lên. Bây giờ ta phải hy sinh hả? Ừ. Chắc chắn nha. Lẹ lên. Cởi đồ. Cởi đồ. Ừ. Là phải lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đồ. Chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ chịu chết. Thành kính phân ôn. Chạy ra nữa. Sao chịu được? Sao? Ráng đi mà. Biết rồi. Nhưng mà không thấy gì trên giường ha. Thấy cái gì? Nguyên đống mỡ. Biết rồi, nhưng mà quá nhi ráng chịu đựng cái đống mỡ đó đi. Có muốn cởi đồ với ta hay không? Muốn. Được rồi. Bây giờ nha. Quá nhi ta nói cái gì quá nhi làm y chang như vậy. Bởi vì ta nghi là cái Ngọc Nữ Tâm Kinh hắn giấu ở trong người. Lẹ lên. Hứa nha. Có Ngọc Nữ Tâm Kinh thì rồi cởi liền. Rồi động tác thứ nhất nhào lên nằm cạnh. Lẹ lên. Nằm cạnh hả? Ừ. Lẹ lên. Cởi nha. Rồi. Lẹ lên. Lẹ lên thì giờ không có. Mất vệ sinh. Có Ngọc Nữ Tâm Kinh không? Không thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chứ thấy cái gì? Vô heo. Bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi. Bỏ không? Không, Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể không thấy nè. Êm quá. Lại lên không? Ta đi bây giờ đó. Ôi. Lập quá. Cởi đi, cởi đi. Cởi hả? Cởi ra liền. Tại sao vậy? Cởi chi? Có Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi thì cởi đi. Khoan đã. Để ta coi lại coi có đúng Ngọc Nữ Tâm Kinh không em. Để coi xíu nè. Trời ơi, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ủa? Sao chữ người cái trơn vậy nè? Sao chữ? Coi lộn rồi. Tiếng tạo là phải coi từ dưới đích coi lên. Coi từ dưới đích hả? Đạo. Không, cái sách nè. Vậy hả? Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đi. Phương pháp luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trời ơi, đúng rồi. Cỡ đi. Từ từ, để ta coi cái đã. Ta coi nha. Động tác thứ nhất. Người nữ. Giơ tay lên. Và tán thật mạnh. Và
phòng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Còn nam. Động tác thứ hai. Người nam. Ờ. Có quyền. Ờ. Bóp. 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 Bóp đậu. Bóp. Bóp, bóp đậu. Ngay lỗ mũi của người nữ. Ngày xưa chứ đi tu rồi sao trời. Làm thử coi, làm thử coi đó. Ừ. Rồi, được rồi. 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 Động tác thứ ba. Ờ. Người nữ. Ờ. Đứng xa người nam. Ờ. Đưa chân cao lên. Trời ơi, đưa chân cao đã. Rồi. Đưa chân cao lên. Rồi cởi đồ ra. Dạ. À, đá sao? Sao? Đá vô giữa hai chân của người nam một cái bóp. Ấp. Gì kỳ vậy? Chị đâu biết. Thấy nó luyện là luyện vậy nè. Rồi cuối cùng, người nam. Người nam. Có quyền. Có quyền. Sờ. Hả? Vô chỗ. Hả? Bí huyệt đạo. Hả? Bí huyệt đạo ở đâu? Khoan 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 khoan. Khoan. Có kỹ nha. Bí huyệt đạo. Biết rồi. Ngay lỗ tai của người nữ. Hay quá. Trời ơi, Ngọc Nữ Tâm Kinh này quá hay. Trời đất ơi, hay quá, hay quá. Đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Ủa vậy con cái phần cỡ đâu? Hả? Phần cỡ đâu? Trời ơi, quá nhi. Cỡ thì phải từ từ mới cỡ được chứ. Không có là có liền hả? Về hang động mới cỡ được chứ. Về đâu vậy? Vậy ha. Để ta nói cho nghe nè. Sao? Bây giờ nhà ngươi đó. Cứ gì? Đi vô trong đây đi. Ủa? Quán Nhi. Ờ, Quán Nhi nè. Trời ơi, con Long ngủ mấy giấc rồi, giờ này Quán Nhi mới vô. À thôi bây giờ ngủ tiếp nha, ngủ đi đi đi. Kiếm gì vậy? Ủa? Cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh của ta đâu rồi? Ê, tao không có lấy nha. Mất cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi hả? Ờ, tìm coi. Đâu rồi? Đừng khóc, mất rồi kiếm sao mà đừng khóc nha. Ta đâu có khóc. Ủa, cái làm gì vậy? Ta đang cười. Mất đồ mà cười trời. Để con Lâm nói cho Quán Nhi nghe. À? Cái cuốn đó là cuốn giả. Hả? Cô Lâm, cái cuốn là cuốn giả. Ừ, mà để cô Lâm nói cho Quán Nhi nghe rồi nha. Cái cuốn đó đó, ai mà lấy được đó nha. À. Mà tập á, là sẽ bị điên điên tửng tửng, bị tẩu quả nhập ma luôn. Gì? Ừ. Ai mà tập cuốn giả đó sẽ bị điên điên tửng tửng, tẩu quả nhập ma. Trời ơi, cô Lâm. Vậy còn cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh thiệt bỏ đâu vậy? Trời ơi, ta cứ một chỗ bí mật khác rồi. Ủa gì hả? Vậy đi lấy đi. Thôi, bây giờ giờ ta với ngươi ngủ đi rồi sáng mai đi lấy. Nguyễn Đăng Sầu. Hả? Cô bé đang làm gì quá Nhi? Hỏi thế gian tình là chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam bị bắt sông Phi Nhạn, hải thử hàng hồi, hào thử Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trời ơi, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, cởi đồ ra mà nam bóp mũi nữ, ta chịu đâu có thấu, ta điên. Rồi trời ơi, cởi đồ ra luyện nam rờ lỗ tai nữ, trời đất ơi, ta chịu đâu có nổi, ta điên. Bây giờ làm sao, giờ làm sao thấy giờ? Chưa Quán Nhi. Ờ. Không, ta nói với ngươi rồi, ai mà tập được cái cuốn đó là sẽ bị điên, bị tẩu quả nhập ma như bả đó, hay không? Trời, ghê vậy. Ta điên trong vườn qua tình ái chứ bộ. Trời ơi, vậy thôi bây giờ ta với ngươi đi lấy cuốn thiệt xong. Ờ. Cởi quần áo ra rồi tập nha. Cái gì? Cô Long cởi quần áo ra. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trời ơi, ta chẳng thà lấy bà điên chứ không lấy khủng long đâu. Trời ơi, vậy là ngươi không chịu hả? Vậy thôi, để ta tự cởi ra. Ê, đừng.